Hello tất cả mọi người. Trước tiên thì em xin thành thật cáo lỗi tới tất cả quý vị và các anh đã tham gia cái mini game sáng nay, nhưng do nó có một số cái sự hiểu nhầm. Cái thứ nhất là em đã nói rất là rõ khi mà các anh bình luận, các anh chọn số thì các anh chuyển khoản rồi cái bình luận đó nó mới hợp lệ. Thì có một số anh em nói chung là cũng tham gia, cũng có chuyển khoản cho em để mà chọn những con số thì em cũng đã ghim trong cái phần bình luận. Còn có rất là nhiều người anh em không có chuyển khoản nhưng mà bình luận cứ như là đã chuyển khoản cho em rồi. Thì cái vấn đề đó nó tạo cho những cái người mà người ta tham gia cái mini game người ta bị nói chung là người ta bị rối loạn, có nghĩa là người ta không có biết là cái số nào còn và cái số nào đã được chọn. Đó chính vì vậy mà em xin chân thành cáo lỗi tới tất cả quý vị. Thì anh em nào mà đã chuyển khoản cho em rồi thì em sẽ xin chuyển khoản lại cho những cái anh mà đã chọn rồi. Còn những cái bình luận kia thì coi như là không có hợp lệ. Thì nói chung là cái clip sáng nay em có làm thì em đã nói rất là rõ rồi, nhưng mà có rất là nhiều người có lẽ là người ta không có xem clip và người ta cũng không có nghe rõ. Đó chính vì vậy mà em đóng cái mini game này lại. Thì những anh em nào mà sáng nay đã chuyển tiền cho em thì em xin chuyển khoản lại, hoàn trả lại cho tất cả những cái người nào đó mà sáng nay đã chuyển khoản cho em trong cái mini game sáng nay. Thì một cái sân chơi, một cái mini game thì nó phải tạo ra một cái sự phải nói là vui vẻ giữa hai bên. Nhưng mà làm cái mini game mà sáng nay nó có những cái trường hợp nó không có được vui cho lắm. Đó cho nên là em tạm thời em sẽ đóng cái mini game này, đóng cái mini game ngày hôm nay sáng nay. Em sẽ đóng lại và em sẽ hoàn trả tiền lại cho các anh đã chuyển khoản. Và em xin một lần nữa, xin chân thành cáo lỗi tới tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì em sẽ review cho các anh xem mẫu chim họa mi thuần một mùa. Ok mọi người ha. Hello hello tất cả mọi người. Bữa nay lên cái mẫu chim họa mi thuần cho các anh. Thì chim này nó cũng mới xong lồng, chưa có củi lửa, chưa có căng. Thì anh em chịu khó về chăm cho nó. Thì cái dòng họa mi này nó rất là dễ ha. Chim này thì thứ nhất em sẽ nói cái đặc điểm cho các anh xem. Thứ nhất là đầu rất là to. Cái thứ hai là mắt, móng, mỏ, tay chân đều đầy đủ hết, không có tạch lỗi một cái gì hết. Thì cái dòng chim họa mi này anh em chịu khó nuôi ha, chùm lồng để chữ A cho cào cào cái á, mua cái con cào cào cái á, cho nó ăn, cứ chùm lồng lại vậy rồi cho ăn cám. Cám thì các anh có thể cho ăn cám vương Việt Anh hoặc là những cái loại cám mà dành cho chim họa mi á thì nó sẽ hot rất là ok ha. Còn hiện tại á, thì khách mới đưa cho em nhờ em bán giùm. Thì cái mẫu này em thẩm phải nói là trông trông cũng khá đẹp đó. Còn chim thì bảo đảm với các anh ở đây bán chim bán bằng cái sự bán bằng một cái niềm tin và cũng như là một cái sự coi như là mình có một cái chút gì đó gọi là kinh nghiệm đó, cho nên là chim sao mà em sẽ nói như vậy à. Thì các anh cũng để ý cái mỏ của nó đang có mỏ trấu, nó mọc ra một tí xíu à. Thì anh em là chơi chim họa mi thì cũng biết ha. Thì thường những cái con chim họa mi mà nó ra cái mỏ trấu là chứng tỏ cái con chim đó nó đang chưa có lửa ha. Chịu khó về tắm rửa rồi cào cào riết thì vô cho nó. Chim này là chim trống nha mọi người nha. Rồi ok, vô nhanh thẳng vấn đề. Giá nó là 1.500.000 đó. Thì anh em nào ở tỉnh vui lòng chuyển khoản trước giúp em ha. Anh em ở nội thành thành phố Hồ Chí Minh thì ship COD, thu tiền tại nhà ha. Thì nói trước là các anh đó là cái bé chim họa mi trống này nè, nó chưa có lửa cho lắm. Nói chung là hot thì ok nhưng chưa có hot nhiều thôi, do là nó chưa có lửa. Rồi đó, đẹp lắm luôn nha, không có tạch lỗi gì hết và cũng phải nói là khá dạn, nói chung là khá thuần lòng. Giá có 1.500.000 à. Mẫu đuôi xòe to nha, nét nhảy lên xuống phải nói là rất là bình tĩnh đó, lên xuống nhẹ nhàng rất đẹp. Giá cũng đẹp luôn, có 1.500.000 à. Mấy anh mua chim ngoài Hà Nội á, mà người ta gửi vô đây á, giá cũng 1.500.000, 1.600.000. Dồn đây để ông học ga ngoài, ga xe, cái gì ga Sài Gòn các anh lấy á, cũng 300.000 một học. Nó tính ra giá trị con chim lên tới 1.900.000, 2.000.000. Ở đây em bán có 1.500.000, rẻ, ship thêm 50.000 nữa, 1.500.000, 50. Quá bèo. Ok,
Bye bye và xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người.